Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc camera hành trình của hãng Remax với mã là CX03. Chiếc camera hành trình này thì gắn vào gương chiếu hậu của xe ô tô. Thông tin về xung quanh thì cũng không nhiều thông tin lắm, mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Cái này nó rách sẵn một tí rồi, đỡ phải dùng dao rạch. Cảm nhận ngay ban đầu thì đã có cái hộp đẹp rồi. Bây giờ không biết nó mở thế nào đây. Đẩy ra, ok, nó đẩy ra. Sách hướng dẫn sử dụng. Cái này sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Cái gương chiếu hậu này thì có lẽ các bạn cũng cần phải đọc sách hướng dẫn, nếu không thì rất là khó xử lý. Cái bản CX03 này nó khác cái bản CX02 là thêm cái vấn đề về camera đằng sau. Ngoài ra thì sách bảo hành vân vân, cái này không quan tâm nữa. Ở đây chúng ta có một cái bộ phụ kiện, đầu tiên là cái gài vào gương này, cáp mini USB này, cũng có một cái tẩu sạc hai cổng, một cái tẩu sạc hai cổng với một chân 1A và một chân 2.1A, thiết kế rất là hay. Ở đây thì có một cái sợi dây để kéo cái cam đằng sau ra phía sau xe. Cái này khác cái CX02 chính là nằm ở phần này, nghĩa là chúng ta sẽ có cái cam lùi đằng sau. Còn về thiết kế thì cái CX03 này có thể nói là thiết kế đẹp hơn CX02. Ngoài việc thiết kế giống một cái gương chiếu hậu thông thường ở trên ô tô thì ở phiên viền này có một cái lớp mạ bạc óng ánh, trông nó rất là sang trọng, không thô kệch. Và phần gương thì cũng quan sát rất là tốt. Ở đây sẽ là phần thể hiện hình ảnh ghi hình trong quá trình ghi hình. Khi mà chúng ta tắt đi thì có thể xem toàn bộ gương ở đằng sau. Ở đây thì có một số những cái nút bấm. Các cái nút bấm này có độ phản hồi cực kỳ tốt. Này, tạch 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 luôn này. Ở đây thì trên này sẽ thể hiện luôn các cái chức năng của nút bấm. Nguồn này, mode này, menu, lên xuống cũng như là ok. Đó, những cái gá này thì để gá vào gương rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái loa ngoài và ống kính. Ống kính của cái CX03 này cũng là 170 độ, có cái góc nhìn rộng cực kỳ là tốt luôn. Với cái góc nhìn 170 độ thì chúng ta có thể nhìn được hai bên sườn xe cực kỳ tốt, đặc biệt là những tình huống ở hai bên lề đường. Đó. Ngoài ra ở phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái chân mini USB này, chân cắm cam lùi AV, chân cắm thẻ nhớ và chân GPS. Nếu có một cái phụ kiện GPS thì các bạn có thể cắm vào đây thì nó sẽ có tính năng GPS để đo tốc độ cũng như là vị trí của xe. Ok, như vậy là chiếc CX03 cũng chỉ có thế thôi. Và đương nhiên là phải xuống xe lắp lên để xem nó có đẹp hay không. Vâng, xin mời các bạn. Chào các bạn, đây là hình ảnh thật của chiếc CX03. Cái chiếc CX03 này thì có một cái màn hình và góc rộng cực kỳ tốt luôn. Và hình ảnh hiển thị trên cái CX03 này cũng rất là tốt. Khi chúng ta thay thế cái gương chiếu hậu thì chúng ta cũng có thể nhìn được, khi mà tất cả các hình ảnh có thể nhìn ngay được ở phía đằng sau đây. Và bao nhiêu hình ảnh thì chúng ta đều đã quan sát được hết rồi. Đó, chiếc CX03 này có một cái thiết kế đẹp và quá trình ghi hình thì cũng cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt là nó có thêm một cái tính năng, nghĩa là cam lùi đứng phía đằng sau nữa. Khi mà các bạn lắp cái cam lùi đằng sau thì các bạn có thể nhìn được cả phía đằng sau trong cái quá trình mà ghi hình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.